Ta-da. Sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cậu ăn cái hủ tiếu Nam Vàng Tường Phát ha. Ăn một tô hủ tiếu mì khô. Bình thường ba mẹ cậu kêu hủ tiếu, hôm nay ba mẹ cậu kêu hủ tiếu mì khô. Chuyên chạy sữa tươi. Sữa tươi này là đặc thù của thập niên 90 rồi đó. Bán chai giống như chai xa xỉ Vibeco vậy đó. À, chai thủy tinh. Rồi giờ mình làm chén nước chấm nha. Dạo này sáng nay ba Michael không có được ăn ăn ớt rồi, cho miên đường thôi. Ba Michael phải thực hiện cái liệu trình 28 ngày để trị cái bệnh của mình. Thì ba Michael chỉ có ăn được mấy cái này thôi. Giờ là mấy cái tương rồi ớt thì là không ăn được. Rồi, chắc ba mẹ cậu phải xin cái chén chén nước xì dầu, hát xì dầu để ăn thôi. Chứ còn mấy tương ớt hay là không ăn được. Tiếu. Đây, ba mẹ cậu xin chén nước xì dầu nè. Xì dầu này để mình chấm các bác. Người ta để dùng để trộn hủ tiếu á. Đây, chén nước tèo. Bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay là mỗi buổi sáng mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cậu đi ăn sáng ha. Đây là cọng hủ tiếu nè, đây là cọng mì, hủ tiếu mì. Ăn xong cái mình uống thuốc. Do phải uống thuốc á, thành thử ra phải ăn đúng giờ các bác. Rồi trộn lên. Rồi khỏi trộn quá. Rồi. Tất cả các cô chú anh chị và các bạn rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô Sài Gòn. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 2 2023. Bây giờ là 8 giờ sáng. Ba mẹ cô đang có mặt ở đây là đường số 7, đầu đường số 7 luôn. Mới dẫn các bà con cô bác đi ăn hủ tiếu Nam Giang. Giờ mời bà con cô bác lên xe ha, cùng với ba mẹ cô đi dạo Sài Gòn. Sáng nay mày ba mẹ cô đi trái đi. Ở đây là đường An Dương Vương nè. Đường An Dương Vương này thì hồi xưa nó tên là đường Đập Cát đi Bà Điểm. Kiên cử đủ thứ.
thậm chí là không được ăn chung đồ ăn với lại gia đình luôn nha bác. Không được chấm chung, không được cái gì hết, nói chung là phải kiên trì hết. Ngoài ra thì cuối tuần này là ba Michael phải dẫn nguyên gia đình ba Michael đi test HB luôn, tại vì nó có nguy cơ nó bị lây á. Rồi ba Michael thì điều trị, nhưng mà nếu mà người nhà mà bị thành thử ra nó sẽ bị lây chéo, nó sau này nó kháng thuốc thì mệt lắm. Thành thử ra là ba Michael bị thành thử cuối tuần này là phải dẫn nguyên gia đình đi test luôn cho nó an tâm. Bên tay trái này bác, hồi xưa ở đây có một cái sự vẽ quảng cáo á, bây giờ cái tiệm này cũng giống dẹp luôn rồi, ông lớn tuổi quá ông dẹp luôn rồi. Ở đây là đình Nghi Hòa nè. Ngay đây người ta gọi là ngã tư cây da xà đó bác. Các bác nhìn thấy ở bên kia có mấy nhiều cây da ghê không? Ở đây có một ngôi chợ, chợ này người ta gọi là chợ cây da xà. Khu này là khu cây da xà rồi bác. Con đường này là đường Bà Hôm, bên phải Bà Hôm, bên trái Chúc Tô Mười. Ở đây có một cái lò gọi là lò bánh tiêu nha bác, bánh bò bánh tiêu. Bánh tiêu bánh bò ở đây bán là 24/24 luôn nha bác, mà đặc biệt buổi tối á là người ta hầu như lò nào cũng mở lên luôn bác. Ở đây bán buổi tối là đông nhất. Bên tay trái là miếu da xà nè. Buổi tối là người ta mở bếp liên tục luôn nha bác, tại vì bán cho mấy người mà người ta đi người ta nhận bánh về á. Ở nơi đây là coi như là bỏ mối luôn á. Khoảng tầm 4 giờ đó bắt đầu ta đi nhận bánh về, bắt đầu người ta bán. Đi thẳng con đường này là mình đi về chợ ngã tư bốn xã nè. Sắp sửng sốt, không sắp cũng phải sửng sốt. Tất cả iPhone 14 triệu giảm đến 9 triệu. Sắp sửng sốt, không sắp cũng phải sửng sốt. Ghê không bác? Xin thưa bà con cô bác á, ở thị trường ở Việt Nam bây giờ là coi như là điện thoại bây giờ dụ người mua quá trời luôn á. iPhone giảm giá, Samsung giảm giá. Samsung cái mẫu S23 mới ra nè bác, giá bán ba mấy triệu á mà giảm giá đâu gần tới 7-8 triệu luôn. Còn khoảng tầm 25 triệu bà. Còn iPhone 14 nữa, mới ra ban đầu ba mấy triệu, giờ giảm giá xuống còn có hai mấy triệu à. Có thời điểm mà nó kẹt cháy hàng nó lên, nó đẩy lên gần tới 40 triệu luôn á. Tháng 9 năm ngoái mới có được 2-3 tháng thôi mà nó giảm giá quá trời luôn. Cho nên cái câu này cũng hay, sắp sửng sốt mà không sắp cũng sửng sốt vậy đó. Sao đó hay ha. Đây là cái bãi rác nè, còn trên này là trên Tô Hiệu.
Michael đi đến số 173 đường Phan Anh. Khu này là các bác nhìn thấy cảnh này là thấy là dân và dân lao động nữa quá, thấy không? Sao con nào con ấy nó bự dữ ha. Michael thì thấy cái chợ này nó không có, có vẻ nó không có đông đúc lắm đâu các bác ha. Người bán thì nhiều mà người mua thì ít. Nó giống như con đường này nó bán trên cái con đường xe chạy á, thử ra đa phần xe nó chạy lướt. Phú Thạnh bên phải là phường Hiệp Tân. Ồ, ở đây vẫn còn mấy cái mồ mả rồi đó, mồ mả này chắc mồ mả với gia tộc quá.
người mà đi kéo dây cáp đó bác. Bây giờ họ mấy cái có mấy cái cây đó ha, đỡ ha, chứ hồi xưa là họ phải leo lên mấy tầng cái cục điện này nè bác. À, bây giờ thì có cái cây mổ dịch đó, với lại bây giờ nhà nước ta làm mấy cái dầm phen này nè bác. Đó, đút cái dây vô đó, đút dây vô đó. Thành thử ra ba mày rồi thấy mấy em mày đi kéo cáp nó cũng đỡ hơn. Chút thôi, chứ thật ra sau này nó phải đưa xuống dưới lòng đất hết rồi bác. À, trên đây trên đường phố mà để mấy cái mạng nhện này nó cũng ghê quá. Đó, từng chùm mấy cây cây cột điện rồi quá thấy không? Ở ngoài trung tâm thành phố là bây giờ là làm được hết rồi bác. Họ đi hạ xuống cắt ngầm hết. Còn mấy cái vùng này thì chưa có làm. Rồi đi tới số 138 Thoại Ngọc Hầu. Ở đây là ngã ba Nguyễn Sơn rồi đó. Mẹ tay trái là vô cái chợ, có một cái chợ, chợ Tân Phú. Bên tay trái ba mày gò đây rồi bác, là mộ của một cái ông, đây là lăng mộ của cái ông gì mà là một trong những thành viên sáng lập của hãng nước mắm Liên Thành đó bác. À, ngôi mộ này được làm bằng đá hoa cương đó bác, tên gì ba mày gò quên rồi. À, các cô chú anh chị và các bạn nào có biết thì xin nhắc giúp ba mày gò. Ông đó là một trong những người mà sáng lập ra hãng nước mắm Liên Thành đó. Rồi đây là đường Nguyễn Văn Bích nè bác. Đường Nguyễn Văn Bích này hồi xưa đó là quốc lộ 14. Bên này trái và mày gầu đây hồi xưa có cái vườn bông. À, mấy căn nhà này bác. À, hồi xưa là cái vườn bông lớn lắm. Bây giờ nó là một công viên rồi nè. Rồi ở đây là ủy ban dân quận Tân Phú. Đó, trung tâm của quận Tân Phú là ở đây nè bác. Nơi nào mà có đặt cái ủy ban, trụ sở ủy ban là nơi đó là trung tâm đó bác. Nó giống như hồi xa xưa đó. Các bác thấy có mấy cái ngôi làng không? À, nơi nào mà được đặt cái đình làng là nơi đó là trung tâm của cái làng đó. Thì bây giờ nó cũng vậy bác. Nơi nào mà đặt ủy ban dân hình ủy ban nhân dân á, trụ sở hay gì đó thì nơi đó là trung tâm của cái khu vực đó. Bánh canh bột gạo. Đường Chí Đức này. Cái đường này, đường trước mặt của bác bên tay phải là đường kênh Tân Hóa đó bác. Hồi xưa nó là dòng kênh. À, đó đây là dòng kênh Tân Hóa nè. Đường nguồn.
Rồi chúng ta đi gần sắp hết hết đường Phạm Ngọc Hầu rồi đây. Ở đây là ngã tư Phạm Ngọc Hầu với đường Âu Cơ. Đường Âu Cơ này là hồi xưa nó là hương lộ 15 đó bác. Quẹo tay phải là mình đi về Bình Thới, còn quẹo tay trái là mình đi ra ngã ba Bà Quẹo. iPhone 14 Pro Max 29 triệu. Đó, nãy giờ ba mày còn nói á, sốc thì quá sốc, chị cực sốc gì đó. Xin thưa bà con cô bác, đó, cách đây mấy hôm ba mày còn cũng mất ăn mất ngủ gì cái vụ điện thoại này rồi đó. iPhone 14 nó giảm giá, rồi S23 nó ra nó cũng ngon lành nữa, nó giảm giá. Tự nhiên cái ba mày còn lại hứng thú là ba mày còn lại muốn đổi điện thoại. Trời ơi, mất ăn mất ngủ thiệt đó nha bác. Ba mày còn cho tính rồi, ban đầu ba mày còn tính mua iPhone. Rồi sau đó cũng đi vô coi iPhone này nọ. Rồi bắt đầu S23 ra, bắt đầu so sánh với S23. Rồi cuối cùng mới tấm gọn lại là ba mày còn không mua cái gì hết. Đơn giản một điều là bây giờ máy của mình nó hiện tại nó đang xài được. Tuy là nó không có đời mới hay gì hết, nhưng mà nó đang xài được, tự nhiên cái mình đi mình đổi làm cái gì. Tốn kém tiền bạc. Nhưng mà thật sự là mà nói là lúc mà mấy cái mẫu mới ra này nó quảng cáo, nó chia bài, nó quảng cáo này nó thu hút người ta dữ lắm nha bác, mất ăn mất ngủ luôn á. Nhưng mà cuối cùng ba mày còn quyết định là không có mua. Rồi khi nào mà mình thật sự mình cần thiết, máy mình hư hay là máy mình gì đó, chứ còn mà nếu mà mình mà đổi mình chạy theo công nghệ của này, mình chạy hoài sao nổi. Cứ mỗi một năm nó ra cái công nghệ mới, mỗi năm nó ra công nghệ mới thì mình cứ đua theo nó, mình đua không nổi đâu. Thì thôi, nên ba mày gọi nói thôi, cái nhu cầu của mình cần thì mình mua, còn không cần thì thôi. Như vậy cái tự nhiên cái nó khỏe người. Chứ thôi gọi mà ngồi so sánh giữa hàng hãng này với hàng hãng kia không, cái mệt biết là mệt luôn. Hàng nào nó cũng có hay và phải chi nó hoàn chỉnh hết, mình đỡ so sánh thôi. Hàng này được cái này nên mất cái kia, hàng này nó được cái kia mất cái nọ. Mệt. Bên tay trái là chung cư Bầu Cát rồi bác. Con đường này đường Cha Văn Thỉnh rồi bác. Ông Cha Văn Thỉnh này là cha của ông Lê Anh Xuân này, ở ngoài Bến Thành đó. Ông này vào như là vào sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công đó, năm 45 á, thành công cái là có ở miền Nam có một cái phái đoàn đi ra miền Bắc. Thì ông Ca Văn Thỉnh này là ổng được trong cái phái đoàn đó đó bác. Đi ra miền Bắc thăm Bác Hồ. Rồi bên tay trái và Amigo đây nè. Đây là câu lạc bộ thể dục thể thao Bầu Cát. Xin thưa bà con cô bác, nơi đây hồi xưa là cái hồ nước. Giờ để ba mấy cô chở bác đi qua chợ Bà Hoa nha. Hôm nay mình đi lang thang trên vùng Tân Bình nè. Ở đây thì làm vải nhiều lắm đó bác. Làm vải rồi nhuộm vải. Ở đó đây có làng dệt Bảy Hiền ở trên đây nè bác.
Sào Nam nè, quẹo đây là vô cái chậu bào qua nè. Rồi mà bà con bắt cùng với ba mình rồi đi chợ bào qua nha. Con đường này đường Trần Mai Ninh. Đây có nhiều người ta làm lương hay quá. Ba mày còn cầm mấy con nhớt nhớt đó, thấy chưa, thấy ghê quá trời. Đó là lần ba mày còn đi ra Quảng Trị á bà con. Ba mày còn đi ra Quảng Trị chỗ Đồng Hà đó. Buổi tối người ta bán cháo lương nghệ á, Nghệ An á, nhiều lắm. Cái vùng ngay chỗ vùng Đồng Hà và Quảng Trị á là bán cháo lương nhiều lắm nha bác. Ba mày còn kêu một tô cháo lương mà xin thưa bà con, bác ba mày còn ăn không nổi. Cảm giác nó gớm thì sao á, chứ hoặc có thể là cái bà mấy ba bán ngoài đường có bán dở thì sao, con mình đồ ăn mà con mình cũng ối luôn á, ăn không được nữa. Và nhiều người nói rằng là đặc sản của Nghệ An đó là lương nha bác. Ở đây mình dạo vô dòng chợ, chợ này là chợ phường 2, hồi xưa người ta gọi đó là chợ Bà Hoa, chuyên bán mấy cái đồ sứ quản rồi bác. Muốn ăn cái đồ gì là cứ ra chợ Bà Hoa là có hết. Rồi kẹt cứng rồi. Trời ơi, có mấy bán mấy cái quạt hạt tiêu nữa nè. Tự thân có kẹt thì tự động mà sắp xếp mà đi sao đó mà đi, chứ tôi cứ họ cứ vô tư họ đứng kẹt ở dưới một đường dài kệ bà đó. Đó là đặc trưng, đó là những cái đặc trưng mà ba mẹ còn thấy ở Việt Nam ở mấy cái chợ. À, đây là bán chả bò Đà Nẵng nè. Đó, đây là đặc sản của người miền Trung nè. À, bánh tráng, bánh đa, rồi mì quảng, khô, rồi cao lầu, Hội An. Đầy đủ hết, bánh đập ở đây có luôn, đậu cọc rang. À, bánh đập, bánh nêm. Đầy đủ hết luôn ha. Đây trái này hồi xưa có một cái trường này bác. À, trường này bây giờ là trường Nguyễn Khuyến xây lại rồi. À, ba mấy cậu nhớ lầm hồi xưa trường này là trường tiểu học Tân Việt nè.
dân ở vùng ngay đây là hầu như ai cũng biết cái trường này. Sơn Trà hồi xưa con đường Trần Mai Ninh này nổi tiếng nhất là mấy món quán dê nha bác. Bây giờ ba mày còn không nhớ quán dê nào nữa hết rồi. Đó, ba mày còn nhớ trên vùng ngay đây là đường Trần Mai Ninh này là có quán dê, với lại có một nhà có một ông thầy dạy toán nổi tiếng lắm, tên là Lê Bá Khánh Trình. Hồi xưa ông thầy dạy toán này, ông Lê Bá Khánh Trình này nội giỏi lắm nha bác, ngang ngửa với ông giáo sư Ngô Bảo Châu á. Mà mỗi người có một cái thời kỳ khác nhau thôi. Trần Mai Ninh này. Rồi thôi ơi, ra đây đường Trần Thân đi tiếp đi ha, lỡ đi đi luôn đi ha, để ba mày còn chở bà con của bác đến ngã tư Phẩy Hiền đi là ba mày còn sẽ ngưng. Rồi đường này đường Trường Chinh, đường Trường Chinh này hồi xưa là đường khởi đầu tiên của nó là quốc lộ 1 nha bác, sau này đổi tên lại là Phạm Hồng Thái. Bên tay phải này là có nhà thờ đắp lộ nè. Bác thấy con đường Trường Chinh nó kẹt xe không? Sáng sớm người dân ta đi làm á, đông lắm. Đây, mau đi đắp lộ. Sáng sớm ba mày còn thấy mọi người dọn dẹp, bà con có bắt xe một vòng ha. Đây là nhà thờ đắc lộ. Xứ Tân Châu rồi bác, hồi xưa ở đây có cái chợ nhỏ, nơi đây là nơi mà tướng tên gì ba mày còn quên rồi, các bác nào có nhớ nhắc giúp ba mày còn với chủ bên không quân đó bác, sư đoàn 33 chiến thuật 33 hay 53 gì đó. Ba mày còn cũng quên rồi, các bác nào có nhớ bác nhắc giúp ba mày còn á, tử nạn vào năm 1968 rồi bác. Thì ông này là bạn thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cho nên là sau khi mà ông mất á là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã viết lên một cái bài nhạc. Bài nhạc đó là bài nhạc gì ba mày còn cũng quên tên luôn rồi. Các bác nào có nhớ thì xin nhắc giúp ba mày còn chứ.
Rồi ở đây người ta gọi là Bảy Hiền, ngã tư Bảy Hiền. Và đó nhà của ông Bảy Hiền bên tay trái nè. Đó, bà con bác thấy buổi sáng ở ở đây nó kẹt xe ghê không? Bên đây phải là đường Nguyễn Bá Tồng nè, cũng trong xe. Xin thưa bà con bác, đây là ngã tư Bảy Hiền. Bên đây phải là bệnh viện Bì Dân nè. Rồi thôi, ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.